Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 100 của tác giả Vũ Đã Thanh Thạch nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 923 Thiên Phú của Du Tộc Thế giới này quá thần bí Tần tàn cảm khái không thôi Biên giới thương lãng hải đã bị phong bạo bao dây không biết có phải là chiến trường cổ tiên sau đại chiến của đại năng cổ đại ảnh hưởng hay không nữa bên trong có phải cũng có bí cảnh di phủ di bảo cổ tu nếu có cơ hội phải đi biên giới phong bạo để mà dò xét sau khi mà xem hết phong thủy đồ và lên kế hoạch trong lòng tần tang dường như an định lại về cái phần hải dực thương lãng hải chờ rời khỏi tây cương tiếp xúc với cao tu đại lục di thần hoặc nhân tộc không khó để tìm hiểu cho nên không cần phải dội dã. Đại lục du thần, thương lãng hải, phong bạo yêu biển. Bây giờ tần tàng, tàng không có xác định được nơi nào nên đi. Hắn tạm thời không quý định rời khỏi Tây Cương, sau này từ từ trụ tính. Thần thức rút khỏi phong thủy đồ, tần tàng, tàng tiếp tục mở ngọc giảng khác. Nội dung trong ngọc giảng là ngự trùng chi thuật chân truyền của ngũ trùng môn. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó, hắn mở ra cái ngọc giảng cuối cùng, nhìn thật lâu, thu hồi ngọc giảng, nghiền ngẫm. Hệ thống trùng cổ và du tộc và tiểu hàng dực khác nhau. Không chỉ khác nhau ở bản du trùng và bản kỳ trùng, đối với nhận định về linh trùng, linh trùng thuế biến cũng hoàn toàn khác biệt. Sau khi linh trùng sinh ra, thực lực có thể so với tu sĩ luyện khí kỳ. Ở tiểu hàng dực các tu sĩ thường cho rằng linh trùng sau khi mình sinh thuế biến lần thứ nhất, thuế biến đó ngang với tu sĩ trúc cơ sau khi mà thuế biến thực lực tăng nhanh cũng có thể so với tu sĩ trúc cơ hoặc là yêu thú yêu linh kỳ mà du tộc gọi linh trùng mới sinh thuế biến thứ nhất tương tự như nhân loại khi còn là phạm nhân bước vào luyện khí kỳ nhưng để cho linh trùng này trực tiếp có được sức mạnh siêu phàm trước khi nở nhất định phải trải qua một lần thuế biến qua biến đầu tiên tương tự với tu sĩ luyện khí kỳ biến thứ hai trúc cơ kỳ biến thứ ba kết đan kỳ theo đó thứ tự suy ra cho đến biến thứ 9 độ kiếp thành tiên. Trong thần thoại du tộc có truyền thuyết linh tầm cửu biến thành tiên, có linh tầm kia chính là cổ trùng du thần. Về phần có phải là trùng cổ bản mệnh của du thần hay không thì không có bằng chứng nào chứng minh. Tần tàng có hai loại dạy nghĩa khác biệt, cảm thấy ngự linh tông và tiểu hằng dực không am hiểu trùng bằng du tộc. Dù sao tu sĩ chuyên chú, vào ngự trùng chi thuật không nhiều, trong tiểu hàng dược rất ít gặp linh trùng. Mặc dù có rất nhiều tri thức nắm được ở trong cổ tịch, không thiếu điểm sáng nhưng mà không có hệ thống, giống như là cái món thập cẩm vậy bị hậu nhân xếp vào một chỗ. Tần Tàng quyết định về sau sẽ tuân thủ theo hệ thống của du tộc, sau đó đem nội dung của ngự linh tông khảm vào. Những cái nội dung này mặc dù không hoàn hảo bằng du tộc, nhưng mà có rất nhiều cổ tịch lấy từ chiến trường cổ tiên, kết tinh trí tuệ của cổ tu sĩ mà du tộc không có. Trong đó bao gồm cả mấy cái loại kỳ trùng trân quý dùng để bồi dưỡng và phụ trợ thuế biến chi pháp trân quý vô cùng. Những kỳ trùng này đã tuyệt tích ở tiểu hàng dực, không biết có thể thấy ở đại lục du thần hay không. Có điều, đây đều là nằm trong dữ liệu, điều khiến cho Tần tàng, tàng thấy mới là nhất, đó chính là trùng cổ bản mệnh. Trước đó, Tần tàng, tàng không có cái nhìn sâu sắc đối với du tộc, cảm thấy không khác nhân tộc là bao, ngay cả tu hành cơ bản đều giống nhau, cần phải hấp thụ thiên địa linh khí, đi qua con đường trúc cơ và kết đan. Chỉ du tộc có trùng cổ bản mệnh là hắn chưa từng thấy qua. Nhìn thấy nội dung trong ngọc giảng mới biết được, cuộc sống của du tộc có một loại tương tác kỳ diệu với thiên nhiên. Loại thiên phú này có thể khiến cho bọn họ dễ dàng câu thông với tự nhiên, giao lưu với linh trùng, thứ đó nhân tộc không có. Cho dù là phạm nhân du tộc, cũng tinh thông ngư trùng chi thuật thậm chí có thể nói là vô sự tự thông. Lúc mà thần tan ẩn thân ở tại thiên hộ trại thấy phạm nhân nuôi độc trùng, có phạm nhân dưới cơ duyên xảo hợp linh trùng thuế biến, nếu như tu tiên giả không cẩn thận bị phạm nhân phản sát cũng không có gì bất ngờ. Nhờ vào cái loại thiên phú này, du tộc mới có thể sáng chế bí thuật trùng cổ bản mệnh, tu luyện bí thuật trùng cổ bản mệnh ở luyện khí tầng thứ 6 có thể thu phục một con linh trùng thu thập khí hải, tâm thần tương liên, lấy tinh huyết để mà nuôi dưỡng. Có một chút công pháp, trước kết đăng kỳ, cần luyện chế một loại pháp khí đặc thù, phối hợp với công pháp tu luyện, có thể tính là pháp khí bản mệnh, cùng loại với kiếm ô mộc. Có điều đặc thù của nguyên thần dưỡng kiếm chương là cảnh giới thấp, dám dùng nguyên thần dưỡng kiếm gần như không có tồn tại. Một nhật phòng cũng tương tự giống vậy, chỉ có một món pháp khí nhất định không tách rời, nghĩ tất cả cách để mà tăng nó lên khi mà kết đan tiếp tục tăng pháp bảo làm pháp bảo bản mệnh nhưng mà nếu như lựa chọn trùng cổ bản mệnh thì không thể làm những cái thứ này vì sau khi mà kết đan trùng cổ bản mệnh chiếm cứ vị trí của pháp bảo bản mệnh pháp bảo bản mệnh cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ không có pháp bảo bản mệnh lỡ như không thể bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh thực lực của tu sĩ nhận ảnh hưởng rất lớn yếu hơn nhiều so với tu sĩ có cùng cảnh giới trừ cái đó ra còn có một tai họa ngầm khác luyện chế linh trùng thành trùng cổ bản mệnh tu sĩ cần phải dùng tinh huyết nuôi dưỡng còn được gọi là huyết cổ năm rộng tháng dài trùng cổ bản mệnh nuôi càng nhiều máu tính tình sẽ càng thêm hung mãnh và cuồng bạo dễ dàng phệ chủ mà ý thức nguyên bản của trùng cổ không thể xóa đi nếu không sẽ biến thành tử cổ mất đi sức sống không thể tiếp tục đề thăng thì tất cả đều là vô dụng chương 924 lựa chọn. Tu sĩ du tộc bởi vì có thiên phú mới trấn an được trùng cổ, dẫn đến lực khống chế trùng cổ bản mệnh rất mạnh mẽ. Tu sĩ nhân tộc có thể tu luyện trùng cổ bản mệnh chi thuật của du tộc, nhưng mà bọn họ không có loại thiên phú này, rất dễ gặp đại nạn. Cứ như vậy, hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh, tác dụng trân quý nhất, vẫn không hưởng thụ được, quá vô bổ đi bởi vì trung cổ bản mệnh có một chỗ tốt kinh người có thần hiệu phụ trợ là phá hạm thậm chí lúc mà đột phá cảnh giới trúc cơ kết đan cũng phát huy được hiệu quả trung cổ bản mệnh tu vi nhất định phải ngang với tu sĩ nếu không sẽ không có hiệu quả đương nhiên phệ chủ càng gặp nguy hiểm hơn tu sĩ nhân tộc cho dù học trộm được bí thuật trung cổ bản mệnh của du tộc cũng không dám để cho trung cổ bản mệnh tự thuế biến vượt qua mình chỉ có tu sĩ du tộc ý vào thiên phú có số lượng rất là ít ỏi mới có thể làm được nhất định phải giây phút cảnh giác trùng cổ bản mệnh phản phệ nghe nói loại hiệu quả này vẫn tồn tại đến lúc kết anh thậm chí có một vị tiền bố du tộc căn cứ vào trùng cổ bản mệnh đi theo con đường khác chính là đường tà trong truyền thuyết của người họ phương trùng cổ bản mệnh của hắn đã sớm biến thứ tư nhưng mà bản thân của hắn vận khí không tốt dưới sự trợ giúp của trùng Cổ Bản Mệnh, mấy lần xung kích Nguyên Anh đều thất bại. Cuối cùng, gần đến Thọ Nguyên, vô vọng kết đan, từ bỏ thân xác của mình, dung hợp Nguyên Thần cho bản mệnh cổ. Kể từ đó, người này cùng với trùng Cổ tồn tại trong thân thể, có được sức mạnh cấp bậc Nguyên Anh. Tần Tàng nhìn cái tin đồn trong ngọc giảng, cảm thấy quá tà đi, chẳng kém gì vô thương gì kết đan, không tiếc luyện mình thành hoạt thi. Khác biệt chính là vô thương thất bại mà tu sĩ họ phương trong truyền thuyết kia lại thành công dung hợp bản thân với trùng cổ bản mệnh biến thành trùng nghe đồn xuất hiện không lâu lắm nếu người này thật sự mà tồn tại nói không chừng bây giờ vẫn còn sống tần tàng, tàng rất hiếu kỳ quyết định sau khi mà rời tây cương sẽ hỏi thăm có phải thật sự có một kẻ hung ác như thế hay không trùng cổ bản mệnh có rất nhiều chỗ tốt không chỉ có thể phụ trợ phá hạm nếu như theo tu di không ngừng tăng lên của chủ nhân mà thuế biến, quy lực so với pháp bảo bản mệnh còn lớn hơn nhiều. Đối địch không cần chủ nhân hao tâm tổn trí, tương đương như là hai đánh một. Chưa kể đến rất nhiều linh trùng còn có đủ loại thiên phú kỳ lạ cho thần thông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trùng cổ bản mệnh phải đủ kịp chủ nhân để mà kịp thời thuế biến. Rất nhiều tu sĩ du tộc sau khi mình kết đàn, trùng cổ bản mệnh còn ở biến thứ hai, dùng hết cách như là tìm kiếm linh vật đang dược phụ trợ trùng cổ bản mệnh thuế biến. Tìm kiếm được một con trùng cổ bản mệnh thích hợp, đồng thời nếu biết chính xác vật phụ trợ thuế biến có thể làm ra ít thành tựu. Các thế lực lớn của du tộc, ngữ trùng chi thuật chủ yếu nằm ở đây. Tiêu chuẩn đánh giá của bản du trùng có quan hệ với những thứ này. Tìm lực của quyết mạch linh trùng chỉ là một phần trong đó. Tu sĩ du tộc đưa ra bản du trùng để cho phần lớn tu sĩ bản tộc tham khảo linh trùng ở trên bản chưa phải có tiềm lực cao nhất. Nhất định có được tiềm lực biến thứ hai mới có tư cách lên bản. Có tiềm lực biến thứ ba là tốt nhất, ảnh hưởng sau này không lớn. Chương 925 Mảnh dở cấm phù Tấm bản du trùng này là thứ thông dụng của du tộc lưu truyền rộng rãi trong đó trên bản danh sách có năm loại linh trùng ngữ trùng chi thuật độc đáo của ngũ trùng môn cũng là phần trọng tâm chân truyền của ngũ trùng môn tầng tàn thề tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài các thế lực khẳng định có một bí thuật tương tự đó là bí mật bất truyền không biết nhưng mà thế lực lớn ngữ trùng chi thuật của du tộc có thể so với tấm bản kỳ trùng này hay không phong phú hơn chi tiết hơn ngữ trùng chi thuật cực kỳ phức tạp tầng tàn nhìn từ đầu đến đuôi một lần phải qua một khoảng thời gian rất lâu đang nhìn qua những cái nội dung phía sau tần tàng quyết định chọn lựa loại linh trùng thích hợp luyện chế trùng cổ bản mệnh cho mình thành thế pháp bảo bản mệnh có rất nhiều nguyên nhân tu sĩ nhân tộc không có dám bước vào con đường này là do sợ trùng cổ bản mệnh phản vệ tần tàng có ngọc phật thì có thể hoàn hảo tránh được tai họa ngầm thậm chí những người du tộc kia cũng không đuổi kịp hắn Đến lúc đó tần tàng có thể không kiên nể gì để cho trùng cổ bản mệnh tiến hành biến thứ tư. Lúc mà hắn đang còn ở giả đăng cảnh, có thể thoải mái khống chế phi thiên giả xoa, dịch thiên niết hao tổn tâm cơ, không thể xóa đi ấn ký thần hồn quán Chính nhờ công lao của Ngọc Phật. Tần tàng nhìn thấy trùng cổ bản mệnh có thần hiệu phụ trợ phá hạm lập tức bị hấp dẫn. Nhớ lại lần trước, tần tàng có thể tưởng tượng tương lai bản thân kết anh khó đến bao nhiêu một viên độ ách đan có thể đẩy mình lên kết anh trong lòng tần tàng không nắm chắc. Dù là một chút xỉu siêu thôi, nhưng mà hắn cần phải nắm lấy. Dù không có ngọc Phật bài trừ tai họa ngầm, tần tàng cũng muốn dùng tất cả biện pháp luyện chế trùng cổ bản mệnh. Đã không cần lo lắng hậu quả, chắc chắn không thể bỏ qua. Mặt khác, từ trong nội dung của cổ tịch ngự linh tông, nhất là những cái du tộc không biết ngữ trùng chi thuật, cùng với xích quả lưu kim trên tài quán càng khiến cho hắn có lòng tin hơn trước khi bước vào con đường này xích kim đằng hấp thụ kim linh quả khí của thế gian kết thành trái đây là một loại xích quả lưu kim chưa thành hình dũng có thể dùng để luyện khí ngự linh tông đã từng có một vị tiền bối đạt được bí kíp ngự thú thượng cổ ở trong di vật cổ tu phát hiện trí của xích linh đằng nếu như không có tiến hành dung luyện chỉ lấy tương dịch đúc cho linh trùng nhất định trợ giúp linh trùng đột phá Tần Tàng mặc dù chỉ có một quả xích kim đằng, nhưng mà mỗi người chỉ có duy nhất một cổ trùng bản mệnh. Gượng đến lúc cổ trùng bản mệnh thuế biến lần thứ ba cũng không khó. Còn thưa nữa là, đối với Tần Tàng mà nói, bồi dưỡng ra một con cổ trùng bản mệnh biến thứ ba, hy vọng rất lớn. Sau khi đạt được sát phù, tư chất của Tần tàng Tăng tăng lên, tốc độ tu luyện được cho là không cao không thấp, đã có tư cách phân tâm để mà chú ý rồi. Có điều ban đầu thúc đẩy Tần tan lựa chọn trùng cổ bản mệnh không phải là những nguyên nhân này. Thu hồi ba ngọc giảng quan sát nội thể. Trong đan điền một viên kim đan ngũ sắc lơ lửng chầm chầm xoay. Kim đan ẩn chứa vẻ đẹp của đại đạo khiến cho người phải si mê, khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. So sánh với nhau, một bên thi đan màu xanh bị phong ấn lập tức thua kém rất nhiều. Có điều hiện tại sức mạnh kim đan và thi đan không có chênh lệch nhiều, thậm chí thi đan còn rất dễ nhìn. Một là hội tụ tinh khí thần qua toàn thân tần tan. Một là luyện hóa kim đan của người khác, cũng cương sát dung hợp. Chỉ chờ đến lúc tần tan đột phá kết đăng kỳ trung kỳ, chênh lệch mới rõ ràng hơn. Khác với dự đoán của tần tan, kim đan lấy mộc thanh chi sắc làm chủ, chân nguyên trong cơ thể của hắn, linh khí quán thể lúc mà thành đan bị đổ thành linh lực mộc hành làm chủ bản thân cũng không thuộc ngũ hành tần tang lấy thủy hành công pháp dẫn lấy linh lực của thủy hành làm chủ không có ảnh hưởng đến tu luyện không ngờ đến sau khi kết đan lại xảy ra thay đổi chắc chính là ô mộc là nguyên nhân năm đó mới luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương lúc mà chọn linh kiếm ngũ hành linh tài kim mộc thủy hỏa thổ chỉ có thể chọn cái thứ nhất trong tay của tần tang chỉ có kiếm ô mộc nên cứ như vậy mà lựa chọn dung luyện tinh mộc. Sau kết đan, bởi vì kiếm ô mộc mà công pháp tự thay đổi. Như vậy, nguyên thần dưỡng kiếm chương đối với linh kiếm bản mệnh trong tương lai và tác dụng với người tu hành còn quan trọng hơn. Lại không biết nguyên thần dưỡng kiếm chương hoàn chỉnh ở cảnh giới cao sẽ có phong cảnh như thế nào nữa. Chương 926 Khí Xám Tần tàn khát vọng nhưng mà dựa vào công pháp không hoàn chỉnh thì không có chút đầu mối nào, chỉ có thể học theo tiền bối thanh trúc, đi theo con đường khác, đi đến đâu, tỉnh đến đó. Nếu như có thể kết anh, rồi lại nghĩ về những cái chuyện này. Tiền bối thanh trúc, còn sống thì tốt, nói không chừng sau khi mà đạt nguyên anh, đã tự sáng chế công pháp. Tần tàng vì tiền bối thanh trúc cầu phúc trong lòng, sau đó dời mắt khỏi kim đan nhìn vào chỗ khác. Lúc này, trong khí hải của hắn có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung một kim đan một thi đan ngoài thi đan lại có một luồng khí xám cùng với một chút ít mảnh dở màu vàng của phù văn lúc mới kết đan thần tang cảm ứng được thúy quyền tử đến đây bái phỏng chầm chậm không có ra ngoài cũng bởi vì đang kiểm tra hai thứ này những cái mảnh dở phù văn kia chính là cấm phù đông dương bá chú lên người quán. khi mà linh lực quán thể không phụ kỳ vọng của thành tang trong đan điền vẫn giữ lại một ít mảnh dở kết đan thành công Tần Tàn lúc đầu vui sướng không thôi, sau cũng đã bị cấm phù ngoan cố là trùng xuống mấy phần. Đây chính là thủ đoạn của tổ sư Nguyên Anh, lấy cái tờ cấm phù ra, khó đến như vậy sao? Hắn thử dẫn chuyển kim đan, thôi động chân nguyên, phát hiện bởi vì do cấm phù không có dễ dàng phát hiện trì trệ. Dưới tình huống bình thường, cái loại trì trệ này không có ảnh hưởng lớn. Nhưng mà khi gặp cường địch, nhảy mắt liều mạng, tốc độ thi chú hoặc thôi động pháp bảo chậm một chút, địch nhân sẽ chiếm hết tiền cơ. Tần tàng thử phá giải, phát hiện cấm phù mặc dù trở thành mảnh dở nhưng mà vẫn rắn chắc như cũ. Lấy sức mạnh của hắn bây giờ không cách nào mà phá dở, phải chờ đến khi mà đột phá kết đan hậu kỳ mới có thể thực hiện được. Cấm phù hoàn chỉnh, chỉ sợ Nguyên Anh cũng cảm thấy khó giải quyết. Lúc ấy nếu không có Ngọc Phật bảo vệ nguyên thần Mình mới có thể không đánh mất hoàn toàn sức chiến đấu Cho dù thần yên cứu mình từ trong tay của đông dương bá thời gian ngắn cũng không giải được cấm phụ mình không có năng lực trốn thoát tần tang không thể không thừa nhận đông dương bá làm việc xác thực rất là cẩn thận giọt nước không lọt chỉ là tính sao ngọc phật thử rất nhiều cách nhưng đều không dùng được kỳ pháp cuối cùng tần tang chỉ có thể thu tay lại tạm thời mặc kệ nó ảnh hưởng của mảnh vỡ cấm phụ đối với hắn nói to không to nói nhỏ không nhỏ chỉ ít ở kết đăng kỳ tiền kỳ không cần phải lo lắng. Tần Tàng thử tu luyện công pháp, phát hiện trong quá trình tu luyện công pháp cần một tuần mới hoàn thành, không thể dỗ dàng. Những cái mảnh dở cấm phụ làm chân nguyên trì trệ nhưng mà không trở thành liên lụy. Việc này đã đánh tan hơn phân nửa lo âu trong lòng của hắn. Về phần ảnh hưởng trong chiến đấu thì có thể thông qua ngoại đàn để đền bù. Kim đan là thứ quan trọng nhất của mỗi tu sĩ kết đăng kỵ. Bình thường không dám cho kim đan ly thể bị địch nhân công kích. Nhẹ thì kim đan bị thương, nặng thì tu di giảm mạnh. Chẳng qua là tần tan hiện tại không biết phải tăng ngoại đan như thế nào. Khi mà tu di tần tan đột phá kết đan trung kỳ, ngoại đan không cần thiết phải chú ý. Mảnh dở cấm phù là một tai họa ngầm, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Mời người để phá giải cấm phù, cần dỡ xuống phòng ngự, buông khí hải tương đương với việc giao tính mạng của mình vào tay người khác. Tần Tăng sẽ không cân nhắc. Hơn nữa, trước kim đan hậu kỳ, Tần Tăng nghĩ đến hai biện pháp. Hoặc là bản thân nghiên cứu linh phụ chi đạo, tìm kiếm phương pháp để phá giải. Hoặc là mượn nhờ linh khí quán thể. Tần Tăng chỉ sử dụng linh phụ. Linh phụ chi đạo không có một chút bền nào. Hơn nữa, trong tay không có gì liên quan đến linh phụ chi đạo chân truyền độ khó quá lớn, vấn đề là cần tài nguyên khổng lồ để mà chèo chống. Bởi vì nguyên nhân công pháp, tốc độ tu luyện của hắn xác thực được tăng lên, nhưng mà không được không kiên nể gì cả. Nếu như mình có thể học du tộc, luyện chế, trùng cổ bản mệnh. Như vậy, lúc mà trùng cổ bản mệnh hoàn thành lần thuế biến thứ ba, thời điểm dẫn động thiên địa linh khí, nhanh chóng thu khí hải lại, mượn cơ hội quét cấm phù sạch sành sanh. xanh. xanh. Trùng cổ bản mệnh thuế biến dẫn động thiên địa linh không khí hải xung kích có thể khiến cho tần tàng bị thương nhưng mà chỉ cần khống chế được thì nguy hiểm không lớn lựa chọn con đường trùng cổ bản mệnh phải từ bỏ pháp bảo bản mệnh hai cái thứ đều không có được có điều tần tàng khác với người khác lựa chọn này không thể làm khó hắn hắn có kiếm ô mộc pháp bảo bản mệnh trùng cổ bản mệnh tất cả hắn đều muốn sau khi mà trải qua một phen suy tư, Tần tan, động tâm tư, quyết định ra ngoài gặp Thúy Quyền Tử. Bây giờ, có được trùng cổ bản mệnh của du tộc, tần tàng phát hiện mình hoàn toàn có thể tu luyện. Hơn nữa, có nhiều chỗ tốt như vậy, hắn kiên định với quyết tâm luyện chế trùng cổ bản mệnh. Mảnh dở cấm phụ giống như một chút sẹo ở ngoài da thôi, khiến cho tần tàng lo lắng nhất chính là luồng khí xám kia. Hắn có thể chắc rằng trước khi bị đông dương bá hạ cấm phụ trong khí hải của hắn vẫn bình thường cái luồng khí xám này là khi hắn bị cấm phụ giam cầm xuất hiện sau khi mất trưởng khống khí hải đợi cho đến lúc tần tan kết đan phá vỡ cấm phụ mới phát hiện khí xám tồn tại chương 927 còn linh khí còn luân hồi khí xám xâm nhập thể nội mình lại không cảm giác được một chút nào sao tần tan trung bình chẳng lẽ mình vừa truyền tống tới hôn mê bất tỉnh sao hắn không nhớ mình đã hôn mê bao lâu có phải là lúc đó đã vô ý chạm phải thứ quỷ dị nào mình không có ở trong truyền tống trận mà lơ lửng trên mặt sông chẳng lẽ đây là do luồng khí xám còn có một khả năng chính là lúc bị khí xám xâm lấn Tăng tàn thanh tĩnh nhưng mà không cảm nhận được hai cái nơi có hiềm nghi lớn nhất chính là đại điện thanh đồng ở tử di cung do quyền tống trận cổ hai nơi này do cổ tu xây dựng đều rất thần bí. Có điều hắn hiện tại đối với đại điện Thanh Đồng vẫn có ấn tượng tế đàn, ma động và quý châu trong tay của thần Yên. Vừa nhìn đã biết không phải là vật tốt gì. Còn có truyền tống trận cổ, tu sĩ từ xưa đến nay không cách nào mà phá giải bí mật truyền tống trận cổ. Huống chi là cái tòa này cần hai khối linh thạch thượng phẩm, khoảng cách truyền tống cực xa truyền tống trận cổ lúc truyền tống tần tang cảm nhận được sức mạnh đáng sợ suýt nữa đã bị xé toạt ra hai nơi này đúng là có thể phát ra cái luồng khí xám nhưng tần tang trầm mối vẫn không có cách giải khí xám đến tột cùng là cái gì tại sao mà lại tìm hắn tần tang bắt đầu thôi động tia chân nguyên đụng vào khí xám nhưng mà bất kể chân nguyên thi đan hay là kim đan tiến vào khí xám nhanh chóng bị thôn vệ như ném vào trong biển, không có một chút phản ứng nào. Thần thức cũng vậy, sau khi đi vào, sợ thần thức kia lập tức bị chặt đứt. Tần tàng, tàng không thể cảm nhận được bên trong khí xám có thứ gì. Về sau, Tần tàng, tàng làm liều, thôi động nhiều chân nguyên và thần thức, xung kích khí xám, kết quả vẫn như thế. Nó giống như xem khí hải là cái ổ của mình, ngoan cố hơn cái mảnh vỡ cấm phù nữa. Tin tức tốt duy nhất cái luồng khí xám này luôn thành thật ở trong đan điền nằm gần bên kim đan không rút nhích không có đối địch khi mà thần tang tu luyện nói tóm lại chẳng có ảnh hưởng gì cả tâm lý chán ghét nhưng mà thần tang chẳng làm gì được nó không thể làm gì thì chỉ có cách là mặc kệ nó chiếm cứ đan điền đi cũng may tạm thời không có hại gì đối với mình chờ tu vi cao hơn rồi tính sao mắt không thấy tâm không phiền ánh mắt của Tần Tàng, Tàng rời khỏi đan điện, nhìn về thân xác và nguyên thần của mình. Kết đan khiến cho mọi phương tiện đều tăng giọt, thi khí bên người của hắn ngoan cường bám trụ, trong nháy mắt bị linh khí quán thể triệt để dọn sạch sẽ. Sau này không cần lo lắng sẽ thi biến. Nhớ lại cái cảnh tượng được cô cầm cứu khỏi sông Thanh Ni, Tần Tàng, Tàng cười khổ một tiếng. Lúc ấy, hắn đã trôi nổi giữa một đoạn nhánh cây khô, cục một cánh tay trên người thi khí bộc phát, không những là toàn thân không có một chút quyết sắc, thậm chí còn phát ra màu xanh đen. Cô cầm ở bờ sông đi giặt y phục, bị thi thể cục tài dọa cho giặt nảy mình, suýt chút nữa đá hắn về lại trong nước. May mà tần tan tỉnh lại, lên tiếng cầu cứu mới được cô cầm đưa về nhà. Bằng không, không biết phải trôi nổi bao lâu nữa, lỡ đi vào mang quang càng thêm nguy hiểm lát nữa về thiên hộ trại một chuyến giải quyết việc cô cam xong thì đi tìm linh trùng và cấm địa tần tàng thầm nghĩ phong thủy đồ của ngũ trùng môn không đánh dấu kỹ càng những cái khu vực ở bên ngoài nhất là mang quan ở phía trên chỉ có gần 20 nơi có linh trùng đều không phải là tần tàng muốn chờ ngũ trùng môn nghe ngóng được nhiều tin tức rồi tìm kiếm trùng cổ bản mệnh cũng không muộn về phần truyền tống trần cổ chỉ có thể từ từ đi tìm Tần Tàng định dọc theo con sông mình trôi nổi xem có thu hoạch hay không. Nghĩ đến những cái chuyện này, Tần Tàng mở thiên quân giới ra lấy ba cây thập phương diêm la phiên. Một cây nguyên dạng, hai cây đã bị hư hỏng, có điều mặt phiên đều bị hao tổn. Dựa theo phương pháp luyện chế của khôi Âm lão Tổ, chỉ cần ngưng tụ tinh hồn lực của tinh thuần thần luyện chế thành tơ chỉ có thể sửa chữa hai món phá bảo kia ba cây thập phương diêm ra phiên có thể bày được trận đơn giản so sánh với quy lực của pháp bảo trung phẩm tạm thời chính là bảo vật mạnh nhất của tần tang kiếm ô mộc và dòng hồ nguyên đồng tâm đều là pháp bảo hạ phẩm hiện tại tần tang đã kết an có thể bắt đầu sửa chữa hắn đặt hai cây pháp bảo bị hỏng lên gối sau đó lấy ra toàn bộ thập phương diêm ra phiên ngoại trừ 10 cây của hắn 14 cây còn lại đều tịch thu từ trong tay của dương nghiệt khôi âm tông cộng lại như hai bộ. Hai bộ quỷ phiên này, quy lực còn lớn hơn cả phù bảo, có thể nói là pháp bảo hạ phẩm mạnh nhất. Tần tàng đã kết đan, không còn cần nữa, nhưng mà nếu đem ra đấu giá, nhất định có thể gây nên sóng gió lớn, dù số tu sĩ trúc cơ tranh đoạt bán được giá tốt. Có điều sửa chữa pháp bảo yêu cầu hồn khí tanh thuần cực kỳ lớn, 24 cây chưa chắc đã đủ. Tần tàng tạm thời không thể rời khỏi Tây Cương, Tây Cương nghèo như vậy, pháp khí luyện hồn chỉ sợ là không nhiều, không thể thu thập nhiều hồn khí tinh thuần như vậy, đành phải rút tinh hồn trong quỷ phiên, sửa chữa pháp bảo thôi. Vô luận, tiêm trùng hay là bí cảnh, cấm địa đều phải đi vào mang quan. Tần tàng có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình, không thể chờ đợi thêm. 24 quỷ phiên nhỏ bay ra khỏi lòng bàn tay của tần tàng, đem thành ba hàng trên mặt đất. Đột nhiên, âm phong gào thép động phủ trở nên cực kỳ âm lãnh, vô số quỷ hồn lờ mờ xuất hiện. Rắc một tiếng, quỷ phiên đột nhiên dở dụng. Chương 828 Ma quả luyện khí Tần tàng, tàng không thèm để ý quỷ phiên đi. Bàn tay kia đột nhiên nắm về phía trước, chân nguyên hùng hậu nhảy mắt, bao trùm âm phong, gợp lại thành một luồng, thổi vào tần tàng, tàng. Từng tiếng quỷ gào khiến cho người ta sợ hãi Giang lên liên tiếp. Tàn Tàng đứng dựng tại chỗ, thủ ấn, biến quá khôn lường, đầu ngón tay bay ra từng cấm chế phức tạp, lẫn vào âm phong. Một lát sau, một luồng khói xám trắng từ trong âm phong chậm chậm bay ra, tinh tế cùng cực, như sợi tơ. Đây chính là hùng khí tinh thuần nhất, ngưng tụ thành hồn tơ, có thể trực tiếp dùng để bệnh thập phương diêm ra phiền. Tơ bị rút ra, động tĩnh âm phong ngày càng nhỏ. Rất nhanh, hồn tơ đứt phục chỉ được có một sợi hồn tơ ngắn như vậy, khó có thể tưởng tượng cái lão tổ khôi âm tông làm thế nào mà gom góp được 10 cây pháp bảo. Ngón tay của Tần Tàng, Tàng móc vào nhau, hồn tơ bay đến đầu ngón tay của hắn, dường như là mang theo sự hoạt tính, tự động quấn lên, mát lạnh truyền đến. Hắn không có nóng lòng sửa chữa pháp bảo, ảnh mắt nhìn về phía luồng âm phong kia. Không nghe được âm thanh quỷ kiều, nhưng mà quỷ hồn không có thiêu dòng, ở trong âm phong bay rất nhiều ánh sáng lục sắc. Đây chính là linh tính cuối cùng còn sót lại của quỷ hồn. Tần Tàng cuối cùng cũng chủ động rút cái đoạn hồn tơ kia ra, tu tiên giới lưu truyền, còn linh hồn thì còn luân hồi. Pháp bảo của thập phương Diêm La Phiên không bằng độc ác bằng pháp khí. Sửa chữa pháp bảo chỉ cần hồn khí tinh thuần nhất, không cần phải tiếp tục giam cầm hồn phách. Thế gian thật sự có luân hồi sao? Tần tàng lẩm bẩm. Cuối cùng, tần tàng buông tha cho hồn phách chưa tiêu tan linh tính, rút ra toàn bộ hồn khí tinh thuần từ quỷ phiên, luyện chế thành thơ, chữa trị pháp bảo. Tại chính giữa pháp bảo, ma quả màu đen tụ thành một đoàn. Ba cây thành trận, quy lực của cửu ưu ma quả không chỉ đơn giản là tăng lên gấp bội, có thể so với quy lực của pháp bảo trung phẩm tuyệt đối không phải nói ngoài. Tuy rằng cùng sinh ra từ một bộ phiên trận Giữa hai bên có liên kết chặt chẽ, khi mà thao túng không cần phân thận. Nhưng mà dù sao cũng đồng thời, thi triển ba kiện pháp bảo sẽ mang tới rất nhiều gánh nặng cho tu sĩ. Lúc mà thôi động, cửu ưu ma quả đối địch, tốc độ tiêu hao chân nguyên vô cùng nhanh. Tần Tàng có thi rằng làm ngoại diện, thời gian chân nguyên chống đỡ sẽ lâu hơn một chút. Nhưng mà bởi vì tu vi không đủ, thần thức không mạnh vẫn vô cùng trầy trật. Tần Tàng thử thôi động phiên trận cửu ưu ma quả liền biến thành một con quả long gầm thét lao ra khỏi phiên trận. đột nhiên đùng một tiếng vang lên, quả long trận sụp đổ, ma quả tứ tán phủ kín không gian của đồng phủ. lá cờ chấn động, mắt cờ rung rẩy. tần tàng hơi biến sắc, dỗ dàng thu cửu ưu ma quả mấy lần thử nghiệm đều thất bại, sau này phải chăm chỉ luyện tập, sớm ngày khống chế phiên trận mới được. tần tàng thì thào, sau đó thu lại hai cây thập phương diêm la phiên vào thiên quân giới. Đồng thời lôi chủ nhân cũ của động phủ thi thể ô dực điêu ra. Đây là một con đại yêu yêu lên kỳ trung kỳ, khắp cơ thể đều là lông vũ cứng như thép. Sau khi mà chết vẫn mang theo một cổ khí thế kiệt ngạo bất tuần. Thi thể yêu thú có thể dùng để luyện chế pháp khí. Đối với Tần Tăng mà nói, tu vi của ô dực điều quá thấp, cho dù có luyện thành pháp khí cũng không thể lọt vào mắt của hắn. Tần Tàng chuẩn bị luyện cổ thi thể này thành phệ nguyên trụy. Phương pháp luyện chế phệ nguyên trụy là do chủ tiệm ngô năm đó tại Vấn Nguyệt Phương Thị đã truyền lại cho hắn. Là một loại pháp khí dùng một lần, có hiệu quả đối với trúc cơ trung kỳ. Tần Tàng ít khi luyện chế nó. Vừa dặn lại có một cổ thi thể yêu thú ô dịch điêu, nếu mà thủ pháp luyện chế thích hợp thì có thể có được hai chiếc phệ nguyên trụy tần tàng giữ lại một cây thập phương diêm la phiền thứ nhất dùng để thí nghiệm xem cửu u ma quả có thể dùng để luyện khí hay không mà phệ nguyên trụy luyện ra cũng có thể đưa cho cầm cô phòng thân điều kiện tiên quyết là cầm cô có linh căn thì có thể tu luyện hai chiếc phệ nguyên trụy đủ để đảm bảo an toàn cho cô cầm khi mà chưa trúc cơ xem như là tần tàng báo đáp ơn cứu mạng của nàng đôi mắt của tần tàng hơi khép lại cảm nhận khí tức quả diễm, thử dùng phương pháp luyện chế để khống chế ma quả. Cửu ưu ma quả là một loại quả diễm kỳ lạ, thế gian hiếm có. Nếu có thể dùng để mà luyện khí, nhất định sẽ có hiệu quả cao hơn đan quả. xác suất luyện khí thành công cũng sẽ cao hơn. Có phi thiên già xoa đã trông coi rồi, tần tan, thoải mái làm việc, chuyên tâm cảm nhận cửu ưu ma quả. Chương 929 Thánh Nữ bất trì bất giác một đêm đã trôi qua lúc tờ mờ sáng tần tang đột nhiên mở hai mắt tầm nhìn dừng ở thi thể của yêu thú bên cạnh dương tài kéo một cái chân nguyên quá thành trảo ném cổ thi thể vào trong cửu ưu ma quả bên trong ma quả nổi lên một trận dao động sau đó dần dần bình ổn trở lại tần tàng nhìn chăm chăm cổ thi thể yêu thú ở giữa ma quả sắc mặt có hơi khẩn trương sau đó hắn thấy được long vũ như thép ở trên thân của ô dực điêu dần dần hòa tan đã bị cửu u ma quả đốt sạch sẽ đến cuối cùng chỉ còn lại có hai giọt thép nóng chảy đen như mực bên trong thép nóng chảy ẩn chứa yêu khí cuồng bạo đến cực điểm nhưng mà lại bị cửu u ma quả phong tỏa chặt chẽ tần tang thả lỏng nét mặt khóe miệng lộ ra ý cười hai giọt thép nóng chảy này thành hình đã chứng tỏ dự đoán quán thành công thật sự có thể dùng cửu u ma quả để luyện khí. Sau đó, Tần Tàng không chần chờ nữa, mạnh dạng hành động, luyện chế yêu thi. Không lâu sau, yêu thi to lớn đã bị ma quả đốt cháy chẳng còn lại gì, mà lại chính giữa ma quả xuất hiện hai chiếc sừng nhọn đèn bóng, hình dạng giống như là mỏ của ô dược điêu. Trên đầu nhọn có hai chiếc sừng, cắm hai chiếc châm mảnh được luyện thành từ răng độc của hát dao, mang theo cực độc của dao lòng. Tần Tàng giết hát dao ở vô nhà cốc vẫn luôn giữ lại thi thể của dao long chưa hề nghĩ ra luyện chế cái thứ gì. Một con hát dao tu vi yêu linh kỳ đỉnh phong tại tiểu hằng dực vô cùng hiểm thấy là linh tài trân quý để mà luyện khí nhưng mà đặt tại thương lãng hải thì hình như không có trân quý đến thế. Sau một lúc vệ nguyên trùy đã luyện thành Tần Tàng thu thập phương diêm ra phiên lại đồng thời thu cả phi thiên già xoa vào túi thi khôi sau đó rời khỏi động phủ bay về phía thiên hộ trại nhanh như chớp quang sơn giả lĩnh kiếm ngân như tiếng sấm chấn động rừng núi ngay sau đó có hai tia sáng tựa như là sao băng từ đằng xa bay nhanh tới một đuổi một chạy giữa không trung một lát sau một tia sáng trong đó đột nhiên biến mất tia sáng còn lại dừng lại lơ lửng bất động bản thể lộ ra hóa ra là một thanh kiếm cực kỳ xinh đẹp một thân ảnh đột ngột xuất hiện thu lấy phi kiếm vào lòng bàn tay. Tần Tàng cúi đầu nhìn ôm một kiếm, ngẫm lại quá trình kiếm quang phân hóa hồi nãy. Sau khi mà kết đan, nguyên thần dưỡng kiếm chương đột phá cảnh giới thứ năm, Tần Tàng có thể thi triển thần thông kiếm quang phân hóa. Kiếm quang phân hóa một thần thông còn thâm ảo hơn cả kiếm khí lôi âm là một cảnh giới kiếm đạo mà vô số kiếm tu thà thiết ước mơ sau khi mà nắm giữ kiếm quan phân hóa kiếm ảnh phân liệt ra cơ hồ có thể tráo giả thành thật hơn nữa còn có thể kế thừa một phần lực lượng của bản thân lên kiếm khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị tần Tàng thẩm tra cổ tịch từng thấy một ghi chép rằng có một số kiếm tu nắm giữ kiếm quan phân hóa có thể phân liệt ra mấy đạo kiếm ảnh người mạnh hơn thậm chí có thể mượn kiếm ý thành thế dùng kiếm quan bày ra kiếm trận cường đại một kiếm thành trận, dám nói một đấu một dạng. Đây mới chính là kiếm tu danh xứng với thực. Tần tàng suy đoán công pháp nguyên bản hẳn là theo cảnh giới càng cao thì số lượng kiếm quan được phân hóa ngày càng nhiều. Hiện tại hắn còn chưa hiểu rõ lắm. Công pháp mà thanh trúc tiền bối tự sáng tạo có thể tăng cường thành thông kiếm quan phân hóa. Việc hắn phải làm hiện tại chính là vận dụng kiếm quan phân hóa thật thuần thục mặc dù vô sự tự thông, nắm được môn thần thông này, nhưng muốn vận dụng thuần thục chẳng hề dễ dàng. Đạo kiếm quan mà tần tàn phân hóa ra không chỉ sơ hở chồng chất mà thời gian tồn tại cũng quá ngắn, không thể dùng để mà chiến đấu. Hắn vừa chạy vừa nghiền ngẫm càng ngày càng cảm thấy kiếm đạo thâm ảo. Tiên lộ xa xôi, dù là đại đạo nào cũng đều không có đơn giản. Rất nhanh, hắn đi tới thượng du con sông kia, tần tàng phi hành ở tầng trời thấp thần thức mở ra bốn phía đồng thời xâm nhập vào lòng đất xem thử dưới sông có thứ gì không muốn để cho người biết tồn tại hay không không có thu hoạch gì sau khi mà tiến vào thanh y giang tần tàng ẩn thân đi xuôi dòng hạ xuống hậu sơn thiên hộ trại lông mày hơi nhíu lại trong phòng không có người hắn rời khỏi thiên hộ trại từ lúc chữa thương cho đến lúc đột phá không tới hai mươi ngày Vậy mà trên mặt bàn trong nhà của cầm cô, tích một cái lớp bụi mỏng, còn bản thân của nàng không thấy tâm hơi. Cầm cô phi thường cần cù, nếu như vẫn ở lại đây thì ít nhất là mỗi ngày đều lao chùi. Trị khỏi vết bớt và cái bệnh cầm, cầm cô đã được tộc nhân công nhận rồi sao? Tần tan, nghĩ thầm trong lòng, thả người, lao về hướng trại phía trước, vẫn không tìm được cầm cô. Từ lúc A bà chết, cầm cô chỉ sống có một mình không nhận được sự công nhận của tộc nhân. Một thân một mình không dám đi xa, tuổi thơ đều không rời khỏi cái ngọn núi thuộc thiên hộ trại. Chương 930 Phản Kháng Ngay cả lúc du thần tiết diễn ra, các trại chung quanh cử hành tụ hội, ca hát nhảy múa, cầm cô cũng chỉ có một mình đứng tại đỉnh núi nhìn về nơi đó. Du thần tiết sắp đến, chẳng lẽ cầm cô có bằng hữu, cùng nhau tham gia tụ hội sao? tần tang biết rõ cầm cô rất mong chờ du thần tiết cố gắng nghĩ tới cái mặt tốt nhưng mà cảm thấy có một chút không đúng thần thức quét qua rốt cuộc tìm được một người quen biết là du y gia gia của cầm cô lão nhân du y duy nhất của thiên hộ trại địa vị đáng tôn sùng sống tại những căn nhà sàn tốt nhất trong trại đối diện với thanh y giang tâm nhìn rộng rãi lúc này lão nhân đang ngồi trong phòng giả thuốc không còn hiền hòa như trước, sắc mặt xanh mét, tựa như có thù quán với cái đống thuốc giả phi thường dùng sức. Ai? Khỏe mắt của lão nhân bắt được hình ảnh rèm cửa lai động, hình như có bóng người lập tức cảnh giác. Tiếp theo, ánh sáng trong phòng tắt ngúm, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chẳng biết đã đứng bên cửa sổ tự bao giờ, giống như quỷ mị, không phải người trong trại nhưng mà tướng mạo có hơi quen mắt. Lão nhân chuyển tầm mắt nhìn sang dài trái của nam tử, nơi đó có một cánh tay hoàn hảo. Ngươi là ai? Lão nhân chống gậy đứng lên, cực kỳ cảnh giác. Lão tiên sinh không nhớ ta sao? Đã từng uống thuốc của lão nhân, dù chẳng có tác dụng gì, nhưng mà tần tang vẫn vô cùng khách khí, ôn tồn nói. Dài ngày trước, ta cục tay trọng thương, trôi trên mặt sông, may mắn được tiên sinh và cô cầm cứu giúp. Thương thế trên người, cuối cùng cũng đã khôi phục đặc biệt đến đây nói lời cảm tạ. Lạc ngươi sao? Lão nhân nhớ ra tần tàng, tàng đột nhiên đỏ cả dành mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm phẫn hận, nghiến răng, nghiến lợi quát. Cầm cô đã cứu mạng ngươi, thấy mà ngươi lại hại cầm cô thảm như vậy, giờ còn mặt mũi nhắc đến nàng sao? Cái gì? Tần tàn nhíu mày ngưng giọng, cầm cô đối với ta có ơn cứu mạng, ta làm sao mà hại nàng? Trước khi đi, ta cảm niệm ân tình của cam cô mới tặng thuốc giúp cho nàng chữa khỏi bệnh căm và vết bớt để cho nàng trải qua cuộc sống bình thường đến cùng là xảy ra cái chuyện gì tần tàng cảm nhận được đoạn thời gian này nhất định đã xảy ra cái chuyện gì đó hẳn biết rõ sau khi mà cầm cô khỏi bệnh cuộc sống nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời đồng tộc khẳng định sẽ tìm hiểu nguyên nhân nàng khỏi bệnh chữa khỏi một chứng bệnh vừa có thể nói vừa có thể nghe hai chứng bệnh khó giải quyết đều đã được chữa khỏi một cách ly kỳ, khẳng định sẽ dẫn tới sống to gió lớn. Bản thân của cầm cô không có sức mạnh, ngược lại có thể rước họa vào thân. Trước khi rời đi, Tần Tàng, Tàng đã khuyên bảo cầm cô trước hết giả giờ chính mình vẫn bị cầm điếc, báo lại với đồng tộc rằng Du Y Gia Gia dùng một loại kỳ dược hiếm thấy xóa đi vết bớt của nàng. Thiên hậu trại coi cầm cô thành tai tinh, ngoại trừ đủ loại sự việc trùng hợp nguyên nhân chính là do trong mặt bắt hình dông cho rằng cái vết bớt trên mặt của nàng chính là trớ chú của du thần xóa vết bớt đi căm cô liền có thể hòa nhập với đồng tộc trải qua cuộc sống bình thường không ngờ rằng thời gian ngắn như thế đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn còn để lại một đồng thanh phù tiền để mà đề phòng dạng nhất vậy mà không có hiệu quả là ai hại căm cô sắc mặt của Tần tang lạnh lẽo trong mắt hiện lên một tia sát ý thâm trầm lão nhân cảm nhận được khí thế của Tần tang đột nhiên thay đổi giống như sát kinh lâm thế nhưng mà lòng tiếc thương cầm cô khiến cho lão nhân không sợ hãi chỉ vào Tần tang giọng căm hận nói bởi vì ngươi trị khỏi cái vết bớt cho cầm cô nàng liền bị giật quỷ trại chọn trúng làm thánh nữ đó giật quỷ trại chọn những thiếu nữ xinh đẹp nếu không phải là do ngươi vết bớt trên mặt của cầm cô vẫn còn đó sao có thể bị chọn trúng chứ thánh nữ à nghe ra được không phải là tình huống nguy hiểm tính mạng tâm trạng của tần tang liền buông lỏng hắn đã từng thấy giật quỷ trại trên bản đồ ngũ trùng môn giật quỷ trại là bá chủ dùng phụ cận của thiên hộ trại tế tự trong trại là tu tiên giả mà lại là một cao thủ trúc cơ thực lực so với thiên nguyệt trại còn mạnh hơn mấy phần Tần Tàng không hiểu rõ du tộc Tây Cương cho lắm, không biết thánh nữ có nghĩa như thế nào. Vừa nghe thấy cầm cô được dược quỷ trại chọn làm thánh nữ, liền cảm thấy đây là một chuyện tốt mà. Nhưng mà chắc chắn không đơn giản như vậy. Du tộc luyện thi, ngữ trùng, tế thần, có rất nhiều phong tục cực kỳ tà tính. Dược quỷ trại chọn thánh nữ là để các nàng làm gì? Thần sắc của Tần Tàng nghiêm túc trầm giọng hỏi. Lão nhân du lực lắc đầu trong mắt ánh nước lấp lẻ. Ta chỉ biết thiếu nữ mà được giật quỷ trại tuyển chọn làm thánh nữ cuối cùng không có xuất hiện lại. Cái đứa nhỏ câm cô này đúng là mệnh khổ mà. Lão nhân ngồi bệt xuống đất. Tần tàng nghe ông ta nói xong mới biết chuyện gì xảy ra. Quá ra giật quỷ trại của quy củ. Trước mỗi du thần tiết mỗi năm đều phải lựa chọn những thiếu nữ trưởng thành thuần khiết từ các trại bị khống chế tuyển định để mà làm thánh nữ dực quỷ trại dực quỷ trại coi thánh nữ là dinh quan sẽ nhận được chúc phúc của du thần nhưng mà các trại khác cũng đâu có ngốc sau du thần tiếc thì những thánh nữ kia hoàn toàn không còn tin tức gì hết không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa khẳng định có bí mật không muốn ai biết nhưng mà đầu tiên tế tự của các dực quỷ trại là sứ giả của du thần bọn họ đều là phạm nhân không dám phản kháng chương 931, dựt quỷ trại. Thứ hai, dựt quỷ trại không phải là năm nào cũng đều tìm kiếm thánh nữ cùng một trại. Mỗi trại cách một năm mới đến phiên thượng cống một thánh nữ, còn trong phạm vi chịu đựng, cứ như vậy ngầm thừa nhận quy củ tàn khốc này. Năm nay, vừa khéo đến lượt của thiên hộ trại thượng cống thánh nữ, cầm cô vừa mới trưởng thành. Thánh nữ mà dựt quỷ trại chọn lựa có yêu cầu về dung mạo, nếu như không phải là tầng tan chữa khỏi vết bớt trên mặt cầm cô thì nàng quả thật có thể tránh thoát một kiếp này rồi. Tại thiên hộ trại, thánh nữ được chọn bằng cách nào? Ngữ khí của thần tang băng lạnh hỏi, lão nhân cười thả một tiếng. Tất cả mọi người đều ước gì có thể tiễn tay tinh cầm cô đi cho khuất mắt. Có người thậm chí muốn bức tử cầm cô từ sớm rồi, còn cầm chọn sao? Tất cả đều đáng chết Tần Tăng hư lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía thiên hộ trại ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn lấp lóe hàng quang, nhưng mà không hề đồng thủ, như vậy quá mức bao động. Cầm cô, tuổi còn nhỏ đã không hạnh phúc, có thể sống sót đến giờ, quá thật từng nhận được sự giúp đỡ của đồng tộc. Để chính nàng lựa chọn thôi. Cầm cô, ngươi đã gặp nhiều gian khổ như vậy, rốt cuộc khổ tận cam lai, nhận được sự chiếu cố của du thần, gặp được sứ giả của du thần là việc ngươi nên nhận được đi theo hắn sau này tuyệt đối đừng có quay lại lão nhân nhìn vị trí bên cửa sổ đã trống không tầm mắt trống rỗng hướng về phía chiều tà thê lương thì thào dực quỷ trại đây là một tòa đại trại lớn nhất dùng thực lực cũng là mạnh nhất đồng thời cũng là một nơi duy nhất của tu tiên giả tồn tại là bá chủ không cần nghi ngờ trong tay nắm quyền sinh sát Thậm chí giật quỷ trại còn có một lão tế tự tu di trúc cơ kỳ, đại dị tại cả Hùng Sơn địa dực cũng không thể khinh thường. Mặt hồ như gương, trong suốt dị thường, giống như đôi mắt của đại địa. Buổi tối, trong trại được đèn đuốc thắp sáng, có rất nhiều người chơi đùa bên hồ, hoặc là xuống hồ để nghịch nước, người lớn trẻ con đủ cả. Ai cũng chưa có phát hiện ra, tại vị trí trung tâm của mặt hồ, dù thành dù tức, xuất hiện một thân ảnh cao thủ mạnh nhất của vật quỷ trại chính là trúc cơ kỳ thôi dù là tần tàng nên ngang đi vào cũng chẳng sao tiện tai có thể giết chết tu tiên giả của vật quỷ trại đến mức không còn một mảnh nhưng mà hắn không làm thế lơ lửng ở giữa hồ tần tàng không kiên nể gì mở thần thức sau một khắc ánh mắt của tần tàng sáng lên cuối cùng cũng tìm được căm cột nàng cũng như những thánh nữ khác đều bị giam trong một tòa lầu gỗ tại cái bờ Nam Hồ. Xem ra chưa phải chịu khổ cái gì. Trong lầu gỗ được ngăn thành rất nhiều gian phòng. Mỗi một thánh nữ đều có một gian phòng cho riêng mình. Trong phòng còn có hai người phụ nữ cường tráng, chắc là người trong coi. Những cái gian phòng mà thánh nữ ở xa qua dị thường còn đốt cả quân hương. Cái loại quân hương này tỏa ra một mùi thơm rất kỳ lạ lúc này cầm cô đang ngồi trên giường xúc thần nhìn thanh phù tiền trong tay ảnh mắt của hai người phụ nữ cường tráng như lan như hổ nhìn chăm chăm vào cầm cô giống như sợ nàng chạy trốn điều này khiến cho thành tăng hơi cảm thấy ngoài ý muốn hắn vốn tưởng rằng cầm cô đã làm mất thanh phù tiền hoặc là đã bị tế tự của dịch quỷ trại cướp đi nếu vẫn luôn trong tay của nàng vậy tại sao không bóp nát đồng tiền để mà cầu cứu thấy cầm cô không phải chịu khổ, tần tàng, tàng không có sốt ruột nữa. Hắn không phát hiện ra tu tiên giả trong trại, dưới đáy hồ cũng không có gì dị thường. ngẩng đầu, nhìn về hướng đỉnh núi, thân ảnh của tần tàng, tàng hư không tiêu thất. Sau khi liên tiếp vượt qua vài đỉnh núi, sâu trong dãy núi, vậy mà lại có càng khôn khác. Núi non xanh biếc, có một thác nước từ trên vách núi chạy xuống, phía dưới là một chiếc hồ nhỏ, chung quanh cái hồ nhỏ được xây mấy cái tòa lầu trúc thanh nhã đến cực điểm. Linh khí ở nơi này có một chút nồng đậm, không hề kém hơn động phủ của ô dực điêu, là phúc địa mà bao tu tiên giả, thà thiết mơ ước. Khó trách dưới kia không có tế tự, quá ra tập trung ở đây. Thật đúng là biết hưởng thụ mà. Tần tan lạnh lùng, nhìn thoáng qua lầu trúc, dễ dàng thăm dò được nội tình của mấy gã tế tự thuộc dực quỷ trại ở bên trong lầu trúc, mà bọn gã hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Bên trong một tòa lầu trúc, hai người trẻ tuổi đang buồn bực, ngán ngẩm uống rượu. Trên mặt của bọn họ xăm đầy hoa gian kỳ quái, đủ mọi màu sắc, đại biểu cho địa vị tôn sùng của tế tự. Trong đó, một người của dáng dấp lém lĩnh uống từng ngậm rượu lớn thở dài than. Mỗi lần mà đến du thần tiết, lão tổ tông đều không cho chúng ta ra ngoài, sợ chúng ta tổn hại thánh nữ đây đều là mấy thiếu nữ mang linh khí được tuyển chọn từ các trại. Tươi non ngon miệng, lại được kỳ hương sông lên, linh vật nuôi nắng là thuần khiết nhất. Chúng ta không thể hưởng thụ mà phải dâng lên cái miệng rắn. Thật sự phung phí của trời rồi. Chương 932 Dũng Khí Một người khác có vẻ ổn trọng hơn. Ăn nói cho cẩn thận đi, lão tổ mà nghe được nhất định trách phạt ngươi thật nặng no, Chúng ta là sứ giả du thần, có dạng thiếu nữ nào mà không chiếm được đâu. Trùng cổ mới là gốc rễ sinh tồn của chúng ta. Lấy âm khí của những thiếu nữ thuần khiết nhất, luyện chế thành hoa hồng đan, nuôi nấng dịch quỷ, liền có thể giúp cho trùng cổ đề thăng. Là việc hưởng lạc của ngươi quan trọng, hay là trùng cổ bản mệnh của chúng ta quan trọng? Được rồi, được rồi. Thiếu niên lão đỉnh không kiên nhẫn xua tay coi như ta là đồ ngốc đi, cái gì cũng không hiểu chắc. Tu luyện khổ cực như vậy, trúc cơ cũng chỉ là hy vọng xa vời, nhưng mà vẫn luôn bị trói buộc ở đây, không có cách nào mà hướng lạc, ngắm lại, thấy phiền lòng thối, còn không bằng làm trại chủ, tiêu diêu tự tại. Thiếu niên láo lĩnh uống một ngụm rượu thở dài. Đáng tiếc là chủ dược của hoa hồng đan lại là hồng diệp thảo, hàng năm chỉ có thể hái được vài cây thế đó, không có luyện chế được mấy viên bằng không thì cướp toàn bộ thiếu nữ trong trại đến cho tiểu bảo bố chúng ta ăn hết. Nói không chừng có thể trực tiếp thăng lên đệ nhị biến rồi. Chúng ta còn vất giả như vậy hay sao chứ? Nói xong, thiếu niên láo lĩnh mở bàn tay. Trong lòng bàn tay, vậy mà lại có một con dị xà mọc ra hai cánh. Toàn thân dị xà trắng như tuyết, cơ thể tinh tế, độ lớn không khác biệt lắm so với ngón tay của thiếu niên láo lĩnh. Lưỡi và mắt rắn có màu đỏ tươi, phi thường yêu dị, đây là một loại linh trùng tên là dược quỷ cũng là trùng cổ bản mệnh của tế tự dược quỷ trại thiếu niên láo lĩnh nhỏ một cái giọt linh tử vào trong bàn tay dược quỷ phi thường ngoan ngoãn liếm láp linh tử. một người khác lắc đầu bật cười trùng cổ bản mệnh lột xác thì có ích gì tu vi của bản thân người không đề thắng được không sợ trùng cổ bản mệnh phản vệ sao khi mà nghe thấy cái tên dược quỷ trại tần Tàng liên đoán được vài phần trung cổ bản mệnh của thế tự dực quỷ trại đại khái chính là nó dực quỷ thích ăn âm khí giỏi ẩn nấp trong cơ thể sinh ra một loại âm độc độc tính vô cùng mạnh toàn thân người trúng độc kết băng linh lực trong cơ thể trì trệ thực lực đại tổn nuôi dưỡng cái loại linh trùng này có thể dùng để tập kích hạ độc hiệu quả không tồi dực quỷ không được ghi tên ở trên kỳ trùng bản bởi vì nó chỉ có tiềm lực ba lần lột xác nhưng mà trên du trùng bản thì có thể xếp cái vị trí số 473 còn cao hơn cả quỷ đầu phong. Cái kiểu các đời tế tự đều lựa chọn cùng một loại trùng cổ bản mệnh giống như dược quỷ trại, khẳng định có phương pháp bồi dưỡng độc đáo, qua hồng đan ở trong miệng hai cái này hiển nhiên chính là nó. Trong gian phòng đốt nến đỏ, cô cầm nhìn chầm chầm vào thanh phù tiền, ánh mắt thật lâu cũng không có chớp một cái không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hai người phụ nữ cường tráng đứng ở cửa ra vào, đồng thời ngã xuống đất ngất xỉu. Cô cầm sững sờ, dỗ dàng đứng lên, phát hiện ở bên giường chẳng biết lúc nào, phát hiện ở bên giường chẳng biết xuất hiện một người từ bao giờ giật nảy mình. Đại ca cục tai vết thương của ngươi đã lành sao? Cô cầm liếc mắt một cái để nhận ra tầng tàn. Từ cái liếc mắt ấy, trong nháy mắt nở một nụ cười động lòng người. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô cầm tối sầm lại trên mặt lộ vẻ dội vàng. Đại ca cục tai, ngươi, mặt, mà, mau đi đi, đừng có lo cho ta, bên trong vực quỷ trại cũng có sứ giả du thần đó. Nhà đầu ngốc, ngươi sợ ta không có đánh lại tế tự của vực quỷ trại sao, liên lụy tới ta cho nên mới không cầu cứu ta, đúng không? Tần tàng, tàng thang nhẹ một tiếng, ngươi đã quên ta đã từng nói cho ngươi rồi, ta rất lợi hại mà. Cầm cô vẫn bất an. Thế nhưng giật quỷ trại có rất nhiều sứ giả du thần. Nhiều hơn thế thì sao? Đều là phế vật thôi. Bọn họ hại ngươi. Ngươi có dám một kiếm chém giết bọn họ hay không? Tần Tàng cầm hàng kim kiếm đưa đến trước mặt của cầm cô. Tần Tàng đưa ra hàng kim kiếm nói cho cầm cô từ đầu chí cuối mục đích giật quỷ trại đã chọn cô để làm thánh nữ sau đó nhìn thẳng vào mắt của cô, chờ nàng đưa ra lựa chọn. Luyện võ tu tiên không phải là mời khách ăn cơm đâu. Tần tàng báo đáp ơn cứu mạng của cầm cô cũng chỉ có thể cho nàng sức mạnh, để cho nàng có năng lực, khống chế vận mệnh của bản thân, không có khả năng luôn luôn đi theo bảo vệ. Con đường tương lai của chính hắn còn chưa biết ra sao, còn có rất nhiều chuyện cấp bách cần phải làm, rời khỏi rồi phóng chừng không có trở về đối mặt với cựu nhân muốn luyện các nàng thành đang dược ngay cái dũng khí sách đào báo thù mà cầm cô cũng không có thì sau này dù có được sức mạnh rồi cũng chỉ là lão hổ không có răng thôi cũng có thể chỉ rước lấy tai họa trời cứu không bằng tự mình cứu mình nếu như cô cầm không có dám nhận kiếm tần tàng, tàng sẽ cân nhắc đến việc tìm một địa phương an ổn để cho cô cầm có một đời dinh hoa phú quý không bị lôi kéo vào bão táp lừa gạt trong giang hồ có lẽ đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Lấy người luyện dược, nuôi dưỡng trùng cổ, sự tàn khốc của tu tiên giới đã bị tần tan cưỡng ép, xé mở, lộ ra một góc núi băng trước mặt cô cầm. Cô cầm sợ ngây người, hiểu biết suốt mười mấy năm đã trở nên thâm căn cú đế là bị tần tan phá dở, nhìn thấy chân tướng đẫm máu. Ảnh nến chập chờn hương thơm khắp phòng. Trong phòng có một chậu thang mang lại một cảm giác ấm áp nhàn nhạt thế mà cầm cô lại cảm thấy rung lẩy bẩy Các bạn vừa nghe xong tập 100 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.